Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập, diện tích 34m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, ngõ thực tế trước nhà 3m và cách với đường ô tô kia chỉ tầm 20m. Và thực tế căn nhà này là ô tô vào tận được cửa. Thiết kế của ngôi nhà 3 tầng xây mới sổ đỏ chuẩn chỉnh, diện tích 34m² với hướng nhà là hướng đông bắc. Theo đúng như hiện trạng thì căn nhà này còn một chút về cái phần hoàn thiện nữa là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, trao tay. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể căn nhà. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế là một lớp cửa gỗ chắc chắn rất là đẹp, chỉn chu, mặt tiền hơn 3m và chiều dài của nó là hơn 10m. Với thiết kế tầng 1 của ngôi nhà, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Căn nhà này thì còn phần hoàn thiện về cầu thang, thiết bị vệ sinh, hệ thống đèn nữa là quý vị có thể dọn đồ về ở được ngay. Nên là Ngọc Ánh sẽ quay qua và review cho quý vị. Bởi vì như em đã chia sẻ, đợt này là cái quỹ căn mà về ở ngay nó còn rất là ít. Hiện tại là đang xây nó còn rất là nhiều. Và cho nên là có những căn nhà đang hoàn thiện, có những cụm đang xây thô, Ngọc Ánh sẽ quay và review để quý vị có thể cảm nhận, cũng như quý vị cũng có thể mua tại thời điểm thô chẳng hạn, để quý vị thay đổi thiết kế, thay đổi màu sơn, thay đổi màu gạch tùy. Đây là phần không gian phòng bếp, có cửa sổ thoáng trước thoáng sau. Đứng từ phần không gian phòng bếp, phòng khách thì phòng vệ sinh ở giữa, sử dụng cho tầng 1, cầu thang giữa nha mọi người. Quan trọng là thiết kế có một căn duy nhất, xây dựng chắc chắn kiên cố. Hệ thống cầu thang đi lên trên các tầng thì thiết kế là đá granite. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Bởi vì các nhà này Ngọc Ánh sẽ quay qua thôi, chưa có điện, rồi là về cái phần thiết bị vệ sinh là còn chưa lắp cơ mọi người ạ. Cho nên là sẽ quay qua review cho quý vị nhé. Và em đang đứng ở phần tầng 2 của ngôi nhà. Với phần tầng 2 của ngôi nhà hoàn thiện công năng sử dụng, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ hai bên, thoáng trước và thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Thiết kế cửa sổ nhôm sinh pha 55 mọi người ạ. Rồi là đây để sẵn chờ để lắp đèn led, hệ thống trần thạch cao, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Với cái căn nhà 34m này thì tầng thiết kế 2 phòng. Đây, trước và sau. Rộng, thoáng. Quan trọng thiết kế đơn lập, duy nhất một căn. Quý vị nào mà không thích nhà xây liền kề thì cũng có thể tham khảo ngôi nhà này. Giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần bình luận nha mọi người. Bởi vì giá bán có thể chủ có thể tăng lên hoặc cũng có thể giảm xuống, cho nên là em sẽ không đọc ở trong phần video như những cái video trước. Mà bây giờ em sẽ để phần giá cả ở dưới phần bình luận, để nếu như mà chủ nhà có tăng thì em cũng có thể thay đổi được, mà chủ nhà có giảm thì em cũng có thể thay đổi được. Quan trọng nhất, tất cả những nhà Ngọc Ánh quay review cho quý vị 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà đúng như theo hiện trạng như Ngọc Ánh đã quay. Và khi mà bàn giao nhà thì nó là nhà hoàn thiện hết quý vị nhé. Và mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng ở tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng trên này thì thiết kế thêm một phòng ngủ này, một phòng vệ sinh và phần sân phơi cho quý vị. Nói chung như thế này là quý vị đã hình dung ra được ngôi nhà 34m này thiết kế như thế nào. Với căn nhà 3 tầng này thì đã đổ phun trần nha mọi người. Đó, đây là phần sân phơi xung quanh, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Với căn nhà này, vị trí của nó thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ, gần trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, xung quanh chợ trường phường trạm, tiện ích đầy đủ, sổ sách pháp lý rõ ràng. Quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. Bên em có những quý căn giá rất là rẻ, giá từ 1 tỷ 380 triệu một căn thôi, dành cho một ngôi nhà 3 tầng sổ đỏ. Mọi người muốn liên hệ thì cứ liên hệ ngay với hai số điện thoại ở trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.